giày dép này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị lên đến 50 năm quý vị ạ. Nó full 100% là nhôm quý vị nhá. Và đối với cái vật liệu nhôm kính này thì anh chị có thể để ngoài trời thoải mái thì nhá, không sợ bị mưa hay là nắng. Nhôm nội thất Sinh Pha nhập khẩu Tem Đỏ Quảng Đông là một trong những sản phẩm nhôm nội thất dày nhất trên thị trường anh chị ạ. Thì nó sẽ có hai ngăn là ngăn dưới và ngăn trên. Hai ngăn này thì chúng ta sẽ để được khoảng 6 đôi dép của người lớn anh chị nhá. Thì chúng tôi bán với cái mức giá rất là hữu nghị, đó là 8 triệu đồng trên một bộ tủ. Chúng tôi sẽ bao ship tận nơi cho quý vị, bao ship tận nơi chị nhé. Đối với cái sản phẩm này thì quý vị ở đâu chúng tôi cũng thể ship được. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của công ty nhôm Owin. Và hôm nay thì Diễn sẽ review cũng như chia sẻ đến quý vị một số những cái mẫu tủ đựng giày dép. Hiện tại thì công ty chúng tôi đang sản xuất rất nhiều. Hiện tại thì những cái bộ tủ này thì chúng tôi đóng với cái kích thước chiều ngang là 1m1 và chiều cao. Tổng cái chiều ngang của cái bộ tủ này là 1m1 quý vị nhé. Đó, và tổng cái chiều cao lên đến cái phào đỉnh ở bên trên này là 1m3. Và cái công năng sử dụng của cái bộ tủ đựng giày dép này thì mình sẽ review chi tiết cho quý vị cùng trải nghiệm cái bộ tủ đựng giày dép này. Chúng ta sử dụng nó với cái mục đích gì và có bao nhiêu cái công năng ở trên bộ tủ này. Thì quý vị có thể quan sát, hiện tại thì chúng tôi đang sản xuất dao động vào khoảng 15 bộ tủ đựng giày dép. Và nó có hai tông màu quý vị nhé, tông màu trắng và tông màu vân gỗ lim. Đó, và quý vị có thể quan sát là đối với cái sản phẩm tủ đựng giày dép này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị lên đến 50 năm quý vị ạ. Tại sao mình lại bảo hành nó dài hạn như thế thì chia sẻ đến quý vị. Bởi vì là đây là cái vật liệu nhôm, và ở đây thì chúng tôi đang sản xuất là cái vật liệu là nhôm nội thất Sinh Pha nhập khẩu Tem Đỏ Quảng Đông. Và quý vị có thể quan sát là bộ tủ này thì nó full 100% là nhôm quý vị nhé. Full 100% là nhôm. Quý vị có thể quan sát là ở các cái tầng đợt đó, các cái tầng đợt và các cái mặt cánh này, và cái mặt sau này quý vị nhé, mặt sau và hai bên hông, trên lóc và dưới đáy, chúng tôi đều sử dụng toàn bộ là lá nhôm hộp hết. Quý vị có thể quan sát là cái bộ tủ này nếu mà chúng ta sử dụng bình thường thì chắc chắn rồi, nó chả hỏng được cái gì quý vị ạ. Nhưng cái linh kiện phụ kiện này thì Diễn khẳng định với quý vị là nó gần như là không thể hỏng được. Đó, và nếu mà hỏng được thì chắc chắn rồi, chúng ta có thay thế cũng rất là dễ dàng. Đó, nó sẽ chỉ một thao tác là chúng ta mở lật ra như thế này thôi quý vị nhé. Mở lật ra như thế này. Và mỗi một cái ô này thì chúng ta sẽ để được khoảng 3 đôi dép của người lớn. Và nếu mà trẻ em thì chúng ta sẽ để được khoảng 5 đôi dép của trẻ em. Và trên một cái cánh lật như thế này thì nó sẽ có hai ngăn là ngăn dưới và ngăn trên. Hai ngăn này thì chúng ta sẽ để được khoảng 6 đôi dép của người lớn anh chị nhé. 6 đôi dép của người lớn. Đó, rất là tiện lợi. Cái bộ tủ này thì chúng ta sẽ đặt ở cái vị trí của cửa ra vào. Ví dụ như nhà chúng ta thiết kế theo phong cách mái Nhật hoặc theo phong cách nhà ống, thì chúng ta có thể đặt cái bộ tủ đựng giày dép này ở ngay cái sảnh cửa ra vào. Thì khi chúng ta di chuyển vào trong nhà thì chúng ta có thể là đặt ở ngay ở chỗ vị trí sảnh cửa ra vào. Và đối với cái vật liệu nhôm kính này thì anh chị có thể để ngoài trời thoải mái anh chị nhé, không sợ bị mưa hay là nắng, không sợ cong vênh co ngót mối mọt. Chính vì thế là đây là một cái vật liệu chúng ta lựa chọn để sử dụng cho cái sản phẩm đựng giày dép là cũng rất là tiện lợi quý vị ạ. Tiếp đến là chúng tôi sẽ thiết kế ở đây có một cái ngăn kéo. Ngăn kéo này chúng ta có thể để những cái đồ ví dụ như chìa khóa. Đó, chìa khóa hoặc là những cái vật dụng nhỏ ở đây. Và tiếp đến là ở bên dưới này thì chúng tôi thiết kế là có 4 cái ô ở đây. 4 ô. Đó, 1, 2, 3, 4 ô. Và cái ô này thì chúng tôi thiết kế là để cái công năng sử dụng là chúng ta sẽ để những cái mũ bảo hiểm ở đây, đây quý vị nhé. Mũ bảo hiểm để ở trong này cũng rất là tiện lợi anh chị ạ. Đó. Và bộ tủ này thì với cái kích thước chiều ngang 1m1 và tổng chiều cao là 1m3 thì chúng tôi cũng đã tính toán về cái kích thước tỷ lệ nó phù hợp nhất để chúng ta sử dụng anh chị ạ. Ngoài ra thì hai cái tông màu này thì đối với những nhà anh chị nào mà chúng ta thích cái phong cách hiện đại hơn thì chúng ta có thể sử dụng sang cái màu trắng anh chị nhé.
Nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông là một trong những sản phẩm nhôm nội thất dày nhất trên thị trường anh chị ạ. Bởi vì là cái giá của cái nhôm nội thất nhập khẩu chắc chắn là cũng sẽ cao hơn so với thị trường. Đó, và về cái sản phẩm này thì chắc chắn rồi, cái độ dày của nó cũng sẽ dày hơn so với thị trường rất là nhiều. Tiêu chuẩn của độ dày của cái sản phẩm này là nó dày lên đến 1 ly 2 anh chị nhé. Thông thường các cái dòng nhôm nội thất ở trên thị trường thì cái độ dày tiêu chuẩn nó chỉ dao động vào khoảng 1 ly thôi. Nhưng đối với sản phẩm này thì chúng tôi đang thiết kế là dày 1 ly 2. Chính vì thế là về cái độ chắc chắn cũng như kết cấu của nó thì chắc chắn sẽ rất là bền so với các cái dòng nhôm ở trên thị trường. Đó, và anh em thợ nếu mà chúng ta có nhu cầu chúng ta muốn mua về để chúng ta bán cho khách hàng cũng được. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho anh em thợ. Và cái sản phẩm này chúng tôi báo giá công khai cho quý vị. Đối với cái sản phẩm tủ đựng giày dép này, đựng mũ bảo hiểm đó, thì chúng tôi bán với cái mức giá rất là hữu nghị, đó là 8 triệu đồng trên một bộ tủ. Chúng tôi sẽ bao ship tận nơi cho quý vị, bao ship tận nơi chị nhé. Đối với cái sản phẩm này thì quý vị ở đâu chúng tôi cũng có thể ship được. Bởi vì là cái sản phẩm này chúng ta di chuyển những cái sản phẩm gỗ công nghiệp thì chắc chắn là chúng ta vận chuyển đi lại thì nó sẽ bị sốc, nó có thể là nó bị biến dạng. Nhưng đối với sản phẩm này thì chúng tôi cam kết đến quý vị là khi mà chuyển hàng lên còn nguyên vẹn. Bởi vì là cái sản phẩm nhôm nội thất này là một trong những sản phẩm cấu tạo của nó cũng như độ dày của nhôm nó rất là chắc chắn. Chính vì thế là nó sẽ không ngại vấn đề vận chuyển anh chị nhé. Tất nhiên là trong cái quá trình vận chuyển chúng tôi cũng sẽ bọc bìa cắt tông rất cẩn thận để giao đến cho quý vị khách hàng. Ngoài ra thì cái vật liệu nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu chúng tôi còn thi công và lắp đặt những cái sản phẩm như tủ quần áo, tủ bếp và những cái đồ nội thất khác chúng ta có thể là ứng dụng trong một trong những cái sản phẩm nhôm nội thất. Và quý vị nếu mà chúng ta có nhu cầu muốn đặt các cái bộ tủ quần áo, chúng tôi có thể là may đo theo kích thước thực tế của quý vị và theo cái công năng của quý vị đưa ra. Và đối với những cái bộ tủ bếp thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế may đo theo thực tế tại công trình của quý vị và đưa ra cho quý vị những cái giải pháp cũng như là về cái công năng sử dụng tối ưu nhất. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn thi công rất nhiều những cái sản phẩm cửa nhôm cao cấp, cụ thể như là những cái cửa nhôm Owin. Và quý vị có thể quan sát ở bên tay trái màn hình của quý vị là ở đây chúng tôi có những cái bộ tủ và bộ cửa. Đây là những cái sản phẩm cửa nhôm tấm liền nguyên khối anh chị nhá. Đó. Ở đây thì chúng tôi sẽ có hai cái tông màu. Đây là màu vân gỗ lim và bên này là vân gỗ chắc. Và đây là cái hệ cửa mà có khuôn bao ôm kín tường anh chị nhá. Khuôn bao ôm kín tường 25 phân hoặc 27 phân. Đó. Thì chúng tôi sẽ có thiết kế là phào trong và phào ngoài. Đặc biệt là trên bộ cửa này là sẽ có sử dụng một cái tấm liền nguyên khối, tấm này dày 1 phân. Đó, chống trụ, chống cháy cho quý vị. Rất là tốt. Đó. Đóng mở rất là nhẹ nhàng quý vị ạ. Bộ cửa này thì có sẽ thiết kế thêm một lớp phào ở bên trong cánh này để nó tạo điểm nhấn cho bộ cửa này nó sẽ mềm mại hơn anh chị nhé. Đó. Bản cánh này thì hiện tại là chúng tôi đang sử dụng bản cánh là 10 phân. Và quý vị có thể thấy là cái sự khác biệt ở hai bộ cửa này là về thứ nhất là về cái tông màu. Cái thứ hai nữa là về cái bản cánh. Bản cánh của bộ cửa này thì chúng ta có thể quan sát là nó bệ thế hơn, bản nó to hơn. Lý do là gì ạ? Là đối với những cái cánh cửa thông phòng thì những cái cánh cửa to thì chúng ta sẽ thiết kế nó to hơn, bản nó to hơn một chút. Đó. Để là nhìn là nó phù hợp với cái tổng cái diện tích chiều ngang anh chị nhé. Đó, và màu sắc thì nó sẽ là hai màu, màu vân gỗ chắc và màu vân gỗ lim. Đó, sử dụng hệ khuôn phào rất là đẹp quý vị ạ. Đó. Quý vị có thể thấy là những cái sản phẩm nhôm Owin thì ở dưới này thì chúng tôi đều trang bị những cái nỉ ở dưới chân này rất là khít, kín khít quý vị nhé. Đó là một trong những cái sự khác biệt ở trên cái phần sản phẩm nhôm Owin. Ngoài ra thì nhôm Owin thì sẽ sử dụng những cái dòng phụ kiện của Nhật và của Đức tùy theo cái lựa chọn của quý vị và tùy theo túi tiền của quý vị. Đó, và quý vị đang xem video không quên nhớ like và đăng ký kênh của công ty nhôm Owin để trong thời gian tới chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những cái sản phẩm mới nhất cũng như là hot nhất xu thế năm 2024 và những năm tiếp theo. Quý vị đang xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi quý vị nhé. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin chào quý vị.